Xin chào các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một con máy tuốt cầu số 3 bánh. Con này là hàng đã qua sử dụng, bên em đã bảo dưỡng lại nhé. Đóng cầu số 3 bánh. Cái dòng 3 bánh này là vào được các ngõ hẹp. Đấy, lái nó dễ hơn là 4 bánh các bác. Mà di chuyển nó vẫn giống hệt xe 4 bánh nhá. Nó chỉ là vào ngõ, vào ngách, nó cái vòng cua nó lớn hơn, nó dễ vào hơn. Đấy. Con này là em đóng cầu 7 tạ. Và hộp số 3 số tiến, 1 số lùi. Lái như ô tô các bác nhé. Có bó trợ lực luôn. Đấy, tổng thể là bên em đã dọn rửa lại. Nó phải đẹp được 90% như mới đấy các bác ạ. Đấy, đầu nổ êm thì thầm luôn nhá. Đấy, con này là chạy đầu nổ 22 các bác nhé. Đấy, đầu nổ quan trai này. Bên em mới bảo dưỡng lại xong. Đấy. Con này sàng thuyền là sàng thuyền mới các bác nhé. Đấy, sàng thuyền mới, buồng đập rộng, buồng đập lô to đấy. Lô to này là nó có thể quấn được cả lúa nếp nhá, lúa nếp nó không bị nghẹn. Tổng quan máy rất là đẹp. Đây, bên em mới làm xong, hôm nay mới kịp lên sóng cho các bác đây. Đây, lái bót lái trợ lực nhá. Lái nhẹ như ô tô luôn. Đấy. Đây, cái bộ trợ lực lái của nó đây. Cầu số đấy các bác. Đây trục lai. Đấy, đây là hộp số này. Đây là cầu 7 tạ nhé các bác nhá. Đấy. Đồ đoàn thì rất là ok rồi. Đóng rất là đẹp luôn con này. Đấy, cửa số đây. 3 số tiến, 1 số lùi các bác nhá. Con này thì bên em mới sơn rửa lại xong. Đấy. Máy mới của nó đang 46 triệu mà con này bán có hơn 20 triệu rồi các bác ạ. Giá quá là hợp lý luôn. Máy mới mình về mình chạy 1-2 vụ là lại cũng như con này thôi. Con này thì chạy 2 vụ là lại tiền máy rồi các bác. Đấy, địa chỉ của em là ở phố 1 Ngọc Lặc, Thanh Hóa nhá. Số điện thoại 0839761234. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ em, bên em vận chuyển tận nhà cho các bác. Chào các bác nhé.